vụ cháy khiến 4 người tử vong, người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành. Người thu nhập thấp buông xuôi vì quá khó mua nhà ở xã hội. Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước chưa đáy, nhìn như hoang mạc. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng trên laodong.vn. Bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 5 sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trước tình trạng không đăng nhập được ứng dụng bảo hiểm xã hội online vì SSID không lấy lại được mật khẩu do quên email, nhiều người dân đã tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm cách xử lý. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, một số người không chỉ không lấy lại được mật khẩu mà còn bị dẫn dắt lừa tiền. Nhiều người thậm chí bị lừa tiền lên đến cả 100 triệu đồng. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xuất hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn mang điện thoại iPhone 14 Pro Max giả kèm hóa đơn trị giá hơn 30 triệu đồng đến các tiệm tạp hóa, các cửa hàng kinh doanh lớn để lừa cầm cố lấy 10 triệu đồng, hứa sẽ quay lại chuộc và trả thêm vài trăm ngàn. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy của các đối tượng. Từ năm 2019 đến nay, Đà Nẵng đã phát hiện hơn 130 chung cư nhà ở xã hội cấp sai đối tượng, sử dụng sai mục đích. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cưỡng chế, thu hồi 57 căn hộ chung cư xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều căn hộ khác chưa có phương án giải quyết. Thưa quý vị, trong sáng nay đã xảy ra vụ cháy thương tâm tại số 24, phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã xác nhận có 4 nạn nhân tử vong, có quan hệ ruột thịt, gồm 3 cháu bé và người bà. Nhiều người chứng kiến vụ việc không khỏi bàng hoàng xót xa khi biết tin có nạn nhân tử vong trong nhà. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt gần hiện trường khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, 1 người bị thương, xảy ra trên phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo ghi nhận thì hiện lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa khu vực hiện trường. Các chốt chặn được dựng lên tại hai đầu phố Thành Công nhằm phục vụ công tác điều tra vụ hỏa hoạn. Bên ngoài, nhiều người đi đường hiếu kỳ nên các phương tiện lưu thông tương đối chậm. Đoạn đường Quang Trung giao với phố Thành Công. Người dân khu vực này cũng rất bàng hoàng khi nghe tin về thiệt hại của vụ hỏa hoạn này. Khói lên trước, lửa mới lên sau. Đấy, lửa bùng lên thì mọi người đến đưa bình bọt đến để dập. Nếu mà không thành, phải là xe cứu hỏa để dập lửa. Thiệt hại thì kiếm biết là thiệt hại nào, trước tiên là về người đã. Là thương thì tiếc là xót rồi. Thế con của thì người đã mất thì của. Đây là chúng mình thì cảnh giác thôi chứ làm nào được. Liên quan đến tuyến bài nhà ở xã hội đăng tải trên báo Lao động, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng sau nhiều lần nộp hồ sơ các dự án nhà ở xã hội, một số người dân vẫn nhận về kết quả bị loại ngay từ vòng đầu. Sau thời gian dài tìm hiểu, anh Minh quyết định làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vì làm công việc văn phòng, thu nhập ở mức thấp nên với anh, đây là cơ hội vàng để sở hữu một căn nhà trên Hà Nội với giá rẻ. Hy vọng lớn rồi thất vọng cũng lớn, bởi sau hai lần nỗ lực nộp hồ sơ tại hai dự án nhà ở xã hội, anh đều nhận về kết quả là bị loại ngay từ vòng đầu. Sau khi mà cũng theo đuổi hai cái dự án nhà ở xã hội, thì sau đấy thì gia đình quyết định là thôi, không theo cái dự án đấy. Bởi vì mặc dù thông tin rõ ràng là dự án nhà ở xã hội để dành cho người thu nhập thấp, nhưng mà ở các từng cái thời điểm đấy thì với cái mức giá bán như thế là nó cũng rất cao. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Đánh giá kỹ tác động tổng thể về chính sách học phí mầm non phổ thông liên quan đến vấn đề tăng học phí, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng tăng học phí mầm non giáo dục phổ thông công lập là vấn đề có tác động xã hội rất lớn, vì vậy phải được tính toán triển khai một cách căn cơ bài bản, tổng thể trên tinh thần nhân văn, không làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của những đối tượng chính sách khó khăn yếu thế, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Thưa quý vị, hồ Trị An tại Đồng Nai có diện tích là 32.000 ha, cung cấp nước cho thủy điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đang trong tình trạng cạn chưa đáy do vào mùa khô hạn cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài. Công ty thủy điện Trị An cũng cho biết đã nhận được văn bản hỏa tốc từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các giải pháp cấp bách giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn 2023.
Mới đây, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên khai thác vận hành thương mại. Theo đó, Trung tâm Giao thông Công cộng lưu ý chỉ thực hiện khi được cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản chấp thuận, đồng thời cần có phương án truyền thông kết hợp tổ chức bán vé, kiểm soát vé phù hợp với các đối tượng nhằm đảm bảo công tác vận hành đơn giản cho công tác triển khai và quản lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.